Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Tiếp tục với việc giải đề thi giữa học kỳ 1 toán 7 trong video ngày hôm nay, cô hướng dẫn các em giải phần tử luận. Hai lớn tử luận 5 điểm, câu 1, 1 điểm tính hợp lý. Câu A, 3 phần 7 chia, mở ngoặc, âm 4 phần 5 cộng 1 phần 5 đóng ngoặc. Chúng ta giải câu 1A. 3 phần 7 chia cho âm 4 phần 5 cộng với 1 phần 5. Chúng ta thực hiện ở trong ngoặc tròn trước, bằng 3 phần 7 chia âm 4 phần 5 cộng 1 phần 5 cộng 2 phân số cùng mẫu. Chúng ta cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. Âm 4 cộng 1 kết quả là âm 3, giữ nguyên mẫu là 5. Như vậy, âm 3 phần 7 chia âm 3 phần 5, chia bằng nhân nghịch đảo. Lấy 3 phần 7 nhân với số nghịch đảo của âm 3 phần 5 là âm 5 phần 3. Chúng ta đưa dấu trừ lên tử, bằng 3, chúng ta giản ước cho 3. Cuối cùng kết quả là âm 5 phần 7. Câu B, 4 mũ 2 nhân 4 mũ 5 phần 4 mũ 4. Câu B, 4 mũ 2 nhân 4 mũ 5 phần 4 mũ 4. Chúng ta có nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. Chúng ta giữ nguyên cơ số 4 và cộng số mũ. 2 cộng 5 bằng 7, như vậy là 4 mũ 7 phần 4 mũ 4. Lại có chia 2 lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ số mũ. 7 trừ 4 bằng 3, 4 mũ 3 bằng 4 nhân 4 nhân 4, 4 nhân 4 bằng 16, 16 nhân 4 bằng 64. Câu 1C, 6 phần 25 cộng 8 phần 19 trừ 6 phần 25 cộng 1 phần 2 cộng 11 phần 19. Chúng ta áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng, nhóm các số hạng một cách thích hợp. Chúng ta nhóm các phân số cùng mẫu. Như vậy bằng 6 phần 25 trừ cho 6 phần 25 cộng 8 phần 19 cộng với 11 phần 19 cộng với 1 phần 2. 6 phần 25 trừ 6 phần 25 bằng 0 phần 25, kết quả là bằng 0. Cộng 8 phần 19 cộng 11 phần 19, kết quả là 19 phần 19 cộng 1 phần 2 bằng, như vậy 19 phần 19 kết quả là 1. 1 cộng với 1 phần 2. Số 1, các em quy đồng, 1 chính là 2 phần 2. Tử và mẫu bằng nhau thì phân số đó có giá trị là 1. 2 chia 2 bằng 1. 2 phần 2 cộng với 1 phần 2. Kết quả là 3 phần 2. Câu 2, tìm x biết. A, x trừ 3 phần 5 bằng 5 phần 7. X ở đây đóng vai trò là gì? X đóng vai trò là số bị trừ. Chúng ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy x sẽ bằng 5 phần 7 cộng với 3 phần 5. Các em quy đồng, x bằng 5 x 5 bằng 25, 7 x 5 bằng 35, mẫu chung là 35, cộng 3 x 7 bằng 21, 5 x 7 bằng 35. Kết quả là lấy 25 cộng với 21 bằng 46, 46 phần 35. Câu B, giá trị tuyệt đối của x cộng 1 trừ 20 bằng trừ 15. Giá trị tuyệt đối của x cộng 1 đóng vai trò là gì?
Giá trị tuyệt đối của x cộng 1 đóng vai trò là số bị trừ. Chúng ta lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy giá trị tuyệt đối của x cộng 1 bằng âm 15 cộng với 20. Do đó giá trị tuyệt đối của x cộng 1 sẽ bằng có 20 mà trả nợ 15 thì còn 5. Lấy 20 trừ 15 bằng 5, dấu là dấu của số 20. Giá trị tuyệt đối của x cộng 1 bằng 5 thì x cộng 1 là số nào? X cộng 1 có thể là 5 hoặc x cộng 1 bằng âm 5. Do đó chúng ta xét hai trường hợp. Trường hợp 1. Biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối đó là x cộng 1. X cộng 1 là biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối. X cộng 1 bằng 5. Như vậy x sẽ bằng 5 trừ 1. X bằng 4. Trường hợp 2. Trường hợp 2 x cộng 1. Biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối bằng âm 5. Như vậy x sẽ bằng âm 5 trừ 1. X bằng âm 6. Kết hợp với hai trường hợp lại thì chúng ta có x bằng 4 hoặc x bằng âm 6. Các em kết luận vậy x bằng 4 hoặc x bằng âm 6. Các bạn thay vào đây, 4 cộng 1 bằng 5, giá trị tuyệt đối của 5 bằng 5. X bằng âm 6, âm 6 cộng 1 bằng âm 5, giá trị tuyệt đối của âm 5 bằng 5. Câu 3, 1,5 điểm cho AX song song với BI. AX song song với BI. Góc XAO bằng 60 độ. Góc AOB bằng 100 độ. Tính góc OBI. Góc OBI là góc này. Muốn tính được góc OBI thì các em phải vẽ thêm một đường phụ đi qua O. Giả sử có đường thẳng D đi qua điểm O và song song với AX thì đường thẳng D này cũng sẽ song song với BI, bởi vì AX và BI song song với nhau. Thì đó đường thẳng D chia góc AOB thành hai góc, đó là góc O1 và góc O2. Góc O1 như thế nào với góc A? Góc O1 bằng góc A sau le trăng. Như vậy chúng ta tính được góc O1 bằng 60 độ. Suy ra được góc O2 bằng bao nhiêu độ? Góc O1 cộng góc O2 bằng 100 độ, do đó góc O2 bằng 40 độ. Chúng ta dễ dàng tính được góc OBI bằng với góc O2, bởi vì hai góc này ở vị trí sau le trăng. Hai góc sau le trăng này bằng nhau bởi vì đường thẳng D song song với BI. Chúng ta giải câu 3. Như vậy là qua điểm O vẽ đường thẳng D sao cho D song song với AX. Qua điểm O vẽ đường thẳng D sao cho D song song với AX. Vì AX song song với BI. Đây là do giả thiết. Mà D song song với AX. Suy ra D cũng song song với BI. Bây giờ chúng ta tính góc O1. Ta có góc O1 bằng với góc A so le trong. Bởi vì AX song song với đường thẳng D. Suy ra góc O1 bằng bao nhiêu độ? Góc O1 bằng 60 độ. Lại có góc O1 cộng với góc O2 bằng góc AOB. Góc O1 cộng với góc O2 bằng góc AOB bằng 100 độ.
suy ra góc O2 bằng 100 độ trừ cho góc O1 bằng 100 độ trừ 60 độ bằng 40 độ. Mặt khác, chúng ta có góc OBI bằng với góc O2. Góc OBI bằng với góc O2 so le trong. Bởi vì BI song song với đường thẳng D. Như vậy góc OBI bằng bao nhiêu độ? Góc OBI bằng 40 độ. Chúng ta kết luận, vậy góc OBI bằng 40 độ. Sau khi học toán cùng cô Hiền, các bạn thấy rất dễ hiểu đúng không? Nếu thấy dễ hiểu, hãy cho cô Hiền một like, một subscribe, ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ cô Hiền. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn ở các clip sau.